Kính chào tất cả quý vị và các bạn. Thì đây là công trình nhà 2 tầng, khung thép lắp ghép tấm tường sàn pallet bê tông nhẹ, dày 10cm, có 2 lớp cốt thép chịu lực ở tại Lưu Xá, thành phố Thái Nguyên. Thì chúng tôi sử dụng giải pháp nhà khung thép và tấm tường sàn pallet bê tông nhẹ. Sau khi mà lắp dựng xong phần thô thì đây là quá trình mà chúng tôi đang bả tường. Các cái cột thép thì được chúng tôi bọc lại và sau đó thì cũng bả tạo bề mặt thì giống như là tường. Thế còn phần sàn thì chúng tôi sẽ tiến hành trần và lát lên. Hệ thống điện thì đã chạy phần âm, sau đó thì sẽ lắp đặt các thiết bị điện như là nhà truyền thống, đẩy nhanh như tiến độ thi công lên. Và cái ngôi nhà này thì là tường sàn thì là bằng pallet bê tông nhẹ, thì cách âm cách nhiệt rất tốt, có khả năng chống nóng và mát âm ở bên trong nhà về mùa hè và ấm về mùa đông. Sau khi mà sơn bả xong thì sẽ có một ngôi nhà kiên cố và chắc chắn.